không có giỡn nữa. Thua rồi. Rất tiếc. Cảm giác là team mình không có xứng đáng để mà phải bị đưa người vào vòng loại. Team mình không an toàn. Quỳnh Châu và Quỳnh Hoa, các bạn sẽ phải gửi 2 thí sinh vào vòng loại. Và hẹn gặp lại các bạn tại phòng chờ sau khi các thí sinh của các bạn sẽ bước vào vòng loại. Tây Hà, chị sẽ đưa em vào vòng nguy hiểm lần này. Trời ơi, mình đã làm gì sai? Như mọi người cũng đã thấy là ban giám khảo đều nhìn thấy cái sự thay đổi của Quân. Người thứ hai mà Châu phải đưa vào vòng nguy hiểm ngày hôm nay là... Mình là một người đi lên khá là chậm. Bởi vì mình cũng rất là lo là mình là sẽ là người vào vòng loại. Là Tiên rất tức giận. Mình Châu chơi chiêu hả? Ai cũng rất bất ngờ tại sao chị Châu lại có quyết định như vậy. Hà Anh vỡ òa khi mà quyết định của chị Châu đưa ra. Bản thân mình không nghĩ mình sẽ ở trong tâm thế là thí sinh ở trong vòng loại. Em là được đánh giá là một ứng viên mạnh, nhưng mà chị thấy là từ đầu tới giờ em chưa có thật sự bật lên, nên là nó làm cho chị có một cái suy nghĩ rằng là liệu có thật sự là em đã làm hết sức rồi á, em không thể sáng hơn được nữa hay không. Bây giờ là cái cơ hội em phải vào đó và em chứng minh em xứng đáng được ở lại. Thành ra là Châu vẫn tin tưởng rất là nhiều là anh sẽ là một cái điểm sáng trong cái tập ngày hôm nay. Nhưng mà cuối cùng thì cái cách mà anh debate với mọi người nó rất là lòng vòng. Cái câu nói của Hà Anh nó không đủ mạnh khi mà cái lúc debate như là bé Quân. Nếu mà các bạn đều rất là xuất sắc thì mình phải trên những cái điều là các bạn nào đó có một cái sự mất tập trung hay là có lỗi thì bắt buộc phải vào vòng nguy hiểm.